Rồi, xin chào mọi người. Thì tiếp nối thì hôm qua đã chia sẻ với cả mọi người cái bài về liêm phá. Thì hôm nay tôi nhận được một cái câu hỏi của một cái bạn mà cũng đã từng biết tôi. Thì bạn ấy bảo là bạn ấy vừa đi biển về hè mà. Thế là mọi người, các cơ quan đoàn thể hay cho các em đi biển hay là tổ chức những cái buổi đi du lịch nghỉ mát. Thế bạn ấy bảo là lúc tôi đã nhắc nhở bạn ý là hạn năm nay nó có cái tổ hợp về liêm phá, là những cái tổ hợp rất là xấu, cộng thêm với là những cái sát tinh, ví dụ như trong của bạn ý thì nó gặp ví dụ như là văn khúc hay là hỏa tinh, những cái tổ hợp đấy đi cùng với liêm phá vốn nó là không hay. Thì bạn ấy bảo là bạn ý vừa đi tắm biển về mà bị đuối nước tí chết, may không sao. Thì thực ra là không phải là cái tổ hợp liêm phá hỏa, liêm phá khúc hỏa là cái tổ hợp liên quan đến chết đuối, mà để chết đối được thì nó phải tổ hợp nhiều những cái cách cục mang cái tính chất liên quan đến nó là như thế. Nhất là nó phải tổ hợp nhiều những cái sát tinh, ví dụ như kình đà không kiếp. Đa phần đến những cái vận hạn mà các bạn gặp, kình đà chủ tinh của nó là những sát tinh mạnh, ví dụ như là sát, phá, liêm, cự mà lại là hãm, thì các bạn nên chú ý. Mà nhất là nó lại đi cùng những cái thằng tổ hợp kình đà không kiếp nữa. Bốn cái thằng đấy nó như là bốn cái thằng ăn cướp ấy, nó chuẩn bị, nó rình rập của mình. Nếu mà ở trong cái vận hạn thì nó không được hay lắm. Và các bạn phải nhớ là những cái vận hạn mà đi cùng khi nó gặp những cái thằng kình đà không kiếp thì các bạn không nên đi quá xa, không nên đi những cái chỗ nào nguy hiểm, không nên đầu tư những cái quá mạo hiểm, bởi vì những cái thằng đấy nó như kiểu là thằng rình rập, nó sơ hở mình, sơ hở cái là nó oánh mình ngay. Thì quay trở lại cái vấn đề liên quan đến chết đuối, nói để các bạn nào có thể tự xem được là số tử vi thì chú ý những cái vận hạn năm nay, nhất là cho trẻ em khi nó đi cùng với cả những cái tổ hợp sao như sau. Cái đầu tiên, nếu mà về chủ tinh thì các bạn phải chú ý bốn thằng như tôi đã nói: sát, phá, cự. Nhưng mà riêng chết đuối thì lại không phải có liêm mà là có tham, những cái thằng ở nơi lạc hãm. Và chú ý ở hai vị trí, đó chính là hai vị trí Hợi và Tý, đấy là hai cung thủy phải để ý. Cộng thêm mà đặc thù là luôn luôn nó có tổ hợp của thằng Hóa Kỵ, phải để ý. Cái thằng thứ hai là cũng phải để ý nốt, đó chính là thằng Diêu. Và cái thằng thứ ba là thằng Đà La. Thằng Đà La thì kiểu gì nó cũng mang tính chất là bám vào mình, hoặc là làm một cái gì đó làm cho mình trở nên bị như kiểu là đuối ấy, nó giữ chân lại ấy, kiểu thế, như kiểu thụt chân xuống cát ấy. Hoặc là những cái tổ hợp liên quan đến tất cả những cái bọn đấy nó tổ hợp vào nhau. Mà phải chú ý thêm cái phụ tinh, ví dụ như là Lưu Hà này, ví dụ như là Phục Binh này, Thái Tuế cũng bị. Nhưng mà phải tổ hợp, chú ý nhất là những cái tổ hợp đó thì không nên. Ở trong cái cách cục mà nó liên quan đến đuối nước thì có thể là dẫn ra đây cho mọi người khoảng 50 cái. Không phải là mỗi một cái lá số nào nó gặp một cái thì nó cũng sẽ thể hiện. Đa phần nó sẽ gặp, nghĩa là mệnh thân của chúng ta có sẵn một cái, sau đó đến vận hạn nó tiếp tục, nó có thêm một hai vài cái nữa thì nó sẽ ứng kỳ. Thì ở đây có thể chia sẻ cho mọi người khoảng 50 cái. Đầu tiên là ví dụ cự kỵ đồng cung hoặc cự hóa kỵ, nhất là cái thằng tổ hợp cự cư thìn tuất, mẫu cự thư thìn tuất rất dễ là bị chết đuối hụt. Hoặc là thân có cự kỵ nhá, thân có cự kỵ, mệnh có cự kỵ hoặc thân có cự kỵ, tổ hợp tham diêu, cự tham diêu, kỵ tham diêu, cự kỵ kình đà không kiếp, cũng tật có cự kỵ, cự hỏa dương đà cộng với cả sát tinh, hung tinh, tham kỵ với tham diêu đồng cung chẳng hạn, lưu hà cự kỵ, tham vũ văn khúc. Nhưng mà cái chỗ tổ hợp đấy thì phải cư ngọ cơ, hoặc là cái cư cung xỉu cung siếc gì đấy. Tham vũ mà đi cùng tang tuế, kình đà không kiếp gì ạ, hoặc là hạn của nó tại thìn tuất mà lại gặp tham vũ, sau đó lại gặp một số những cái tổ hợp sao sát, ví dụ như là hổ tuế tang kiểu thế, vũ tham nhưng mà nó là cái tổ hợp ở La Võng ấy, ở thìn tuất, không phải là vũ tham đồng cung nhá, mà nhất là cái thằng tham, thằng vũ thực ra nó cũng là một vấn đề. Linh Chương Đa Vũ thì nó cũng là một cái cách nhỏ trong cái vấn đề liên quan đến ải tử đầu hà mà, cho nên chúng ta cũng vẫn phải chú ý. Hoặc là ví dụ như là cự kình đà linh hỏa, xong gặp linh cự kình đà linh hỏa, xong rồi lưu niên nó đến thìn tuất, mệnh ở thìn tuất rồi gặp vận hạn cự kỵ đà linh các thứ, cũng tật ách, nó có tham vũ cũng phải để ý. Tổ hợp kiếp tham thì người ta vẫn nói là lãng lý hành chu rồi đúng không, kỵ đào hồng
Đó, tổ hợp đấy cũng phải để ý nhá. Lưu hà này, địa kiếp này, liêm hỏa thì hay liêm phá hỏa, phá cự kỵ kiểu thế, tuyệt diêu kỵ. Đấy là những cái tổ hợp mà các bạn phải để ý. Nói chung là nó khá nhiều. Tham và tham thì cũng còn phải chú ý tiếp là cả nếu mà nó gặp xương khúc nữa ở những vị trí lạc hãm, tật ách cẩn thận nó có thằng mộc dục. Mộc dục cũng là một trong những cái tác nhân nhá. Liêm nếu mà có liêm thì phải là gặp hỏa, gặp hao, gặp kiếp các thứ. Đấy, hoặc là phá thì có thể là phá cự này hao, phá quân văn khúc, xương khúc kỵ. Và rất nhiều những cái tổ hợp cự đồng hình kỵ này. À, thanh long long trì. Thanh long long trì nhưng mà là mộc dục ở cung tật ách chẳng hạn. Đấy, hoặc là kình cự cứ tí. Hoặc là cái tổ hợp tham xương khúc cứ xỉu mối, cự lương, cự đồng, nhưng mà lương đa phần khi gặp lương hay đồng thì nó vẫn là cái cứu giải được. Hay là cách mà long trì mộc dục các thứ. Thì các bạn phải chú ý những cái cách cục đấy nhá.